Nếu mà phải điều trị thì trong cái trường hợp của nung mổ phổi, các bạn lưu ý cho cái phần mà vỗ rung nhẫn lưu tư thế, thì có cái bài vỗ rung nhẫn lưu mình bỏ trong group học tập rồi đó, các em sẽ xem lại nhé. Ho ra máu, hemoptysic, thì cái này á, là các bạn cần phải xác định rõ ràng đây là máu phải xuất ra theo động tác ho. Chứ còn nếu như bệnh nhân khạc thì chưa chắc, cái chữ khạc đó nó có thể chảy máu từ tai mũi họng, từ răng miệng, nó cũng có thể là từ tiêu hóa, nhưng chưa chắc đã là ho ra máu. Thở cho kỹ, phải là ho mà máu theo cái động tác ho đó mà ra ngoài, và máu này chảy từ phía dưới thanh quản trở xuống, chứ còn phía trên thanh quản thì nó thuộc về chảy máu hô hấp trên của tai mũi họng. Em sẽ cần phân biệt, đặc biệt cái mà người ta cần các em phân biệt là với nôn ra máu, bởi vì ở đường hô hấp trên thì hoàn toàn có thể quan sát vào mắt thường và có các cái dụng cụ khám nhìn trực quan là thấy có chỗ nào chảy máu không rồi. Còn chỉ có của tiêu hóa là có nhiều cái dễ nhầm lẫn. Thì để ý là nếu như ho ra máu thì bệnh nhân của em sẽ có những cái dấu hiệu gợi ý trước, người ta gọi là tiền triệu. Trước khi ho, người ta sẽ cảm thấy nóng ran ở vùng ngực, cảm thấy ngứa họng muốn ho, xong rồi ho, và ho thì mới xuất máu ra. Và cái máu đi theo nó sẽ có những cái đặc điểm, đó là nó màu đỏ tươi này, nó lẫn theo đàm với bọt, nó sẽ có cái pH là pH kiềm. Và nếu như bệnh nhân của em mà ở những cái giai đoạn ổn định, tức là máu này nó không có chảy ra nữa mà chỉ là ho cho tới khi hết cái phần máu đã chảy ra trước đó, thì sẽ có một cái dấu hiệu mà bác sĩ lâm sàng rất là mong đợi, chính là đùi khai huyết. Máu sẽ ít dần về lượng và sẫm dần về màu, đó là đùi khai huyết nha, nó báo hiệu rằng bệnh nhân này đã kết thúc ho ra máu rồi. Còn trong trường hợp bệnh nhân của mình mà là nôn ra máu thì cái tiền triệu lúc này không phải là nóng ran vùng ngực nữa, mà lợm giọng buồn nôn, nôn và máu sẽ ra theo động tác nôn. Máu của đường tiêu hóa là máu bầm, nó ít khi là máu tươi. Máu bầm bởi vì vốn dĩ cái ống tiêu hóa là nó sinh ra để chứa đựng các chất đặc lỏng, nên nó sẽ bị nằm trong đó và bị oxy hóa. Và cái nơi mà hay chảy máu trong cái hệ thống tiêu hóa thường là máu tĩnh mạch hơn là máu động mạch. Và cái nó lẫn trong cái máu của tiêu hóa chính là thức ăn, là dịch vị. Cho nên nếu như bỏ giấy quỳ vào thì nó sẽ đổi giấy quỳ sang màu đỏ, chứ không phải là tính kiềm để đổi giấy quỳ sang màu xanh giống như là của ho ra máu. Nếu đánh giá mức độ ho ra máu thì cái bài ho ra máu, cái chủ đề này các em đã làm chuyên đề rồi, thì các em nhớ lại là mức độ ho ra máu về cái ml nó không giống nhau cho các cái tài liệu. Cho nên người ta chỉ cần quan tâm là nếu như bệnh nhân của mình á, mà cái lượng máu xuất ra bao nhiêu không biết, mà bệnh nhân có siêu hấp hoặc bệnh nhân có sốc là đằng không có bàn cãi gì hết. Nếu như mức độ nhẹ thì các em sẽ cần phải khám kỹ lưỡng toàn thân, từ hô hấp cho tới ngoài hô hấp, để tìm các nguyên nhân của ho ra máu. Nhưng nếu như từ mức độ trung bình trở lên thì các em phải lo cấp cứu làm thế nào để nhanh chóng kết thúc quá trình ho ra máu. Kết thúc ho ra máu rồi chắc chắn là bệnh nhân không có nguy cơ chết rồi, thì lúc đó mới mới kiểm tra tất cả các nguyên nhân từ tại hô hấp và ngoài hô hấp để tìm. Chứ còn ngang cái đoạn mà ho ra máu mức độ trung bình trở lên mà cứ loay hoay tìm nguyên nhân thì có thể là bệnh nhân của em sẽ chết khi các em chưa kịp xử trí gì cả. Các cái cơ chế của ho ra máu thì các em chỉ cần nhớ cái phần chỗ mà in đậm thôi, chính là cơ chế về mở vỡ mạch này, vỡ hoặc là loét mạch này, thoát hồng cầu qua thành mạch này, dị ứng, các cái rối loạn về đông chảy máu ha. Còn đây là slide mà tóm tắt là các cái nguyên nhân mà tại phổi, ngoài phổi gây ho ra máu. Ví dụ mình tính từ cái nắp thanh môn trở xuống nha, thì chúng ta có cái ung thư nè, chúng ta có chấn thương nè, chúng ta có dị vật nè. À, các cái ung thư dọc theo đường ống hô hấp, có lao, có nấm, có áp xe, có các cái viêm nhiễm, có tình trạng thuyên tắc phổi, đó là các nguyên nhân tại phổi. Ngoài ra chúng ta sẽ có các cái nguyên nhân ngoài phổi, ví dụ như các nguyên nhân về tim, chẳng hạn như là các cái vấn đề hẹp van hai lá khít, tình trạng tăng áp phổi,
rồi bệnh nhân mình suy tim. Đấy, các cái vấn đề đó nó đều có thể gây ra tình trạng ho ra máu, nhưng mà nhẹ nhàng nhất của ho ra máu là ho đàm bọt hồng. Còn hẹp hai lá khít thì có thể là ho ra máu đỏ tươi luôn. Nếu xét trên toàn thế giới thì nguyên nhân hàng đầu gây ra ho ra máu là giãn phế quản với tỷ lệ khoảng 25%. Nhưng mà nếu như xét riêng khu vực châu Á Thái Bình Dương Việt Nam, thì nếu trong câu trả lời mà có cái nào liên quan tới lao phổi thì hãy chọn cái đấy. Bởi vì ở Việt Nam bản thân lao tỷ lệ nhiễm rất nhiều. Lao đang tiến triển cũng ho ra máu, mà di chứng của lao cũng là giãn phế quản. Và tỷ lệ mà bệnh nhân giãn phế quản ở Việt Nam thì đa phần là hậu quả của lao. Đó, cho nên nếu như riêng cái câu hỏi mà lựa chọn cho người Việt Nam, người châu Á thì hãy chọn những cái mà liên quan tới lao phổi cho cái tỷ lệ ho ra máu nhiều nhất. Còn cái giãn phế quản là hàng thứ hai nha. Đối với ho ra máu, người ta có thể chụp X-quang, có thể chụp CT scan, nhưng mà không phải làm siêu âm. X-quang, CT scan để xem có cái tổn thương gì, u, nấm, viêm gì đó để gửi tình trạng ho ra máu không. Nhưng ngoài ra thì có một cái dự định, đó là nội soi phế quản. Tất cả các trường hợp ho ra máu đều có chỉ định nội soi phế quản để xác minh xem là có phải máu đó từ đường hô hấp không. Và trong trường hợp nội soi phế quản thì người ta có thể thấy trong lòng của nó để coi thử là cái nội soi phế quản thì thấy có u cục, có polyp gì không. Và nó cũng sẽ lấy luôn cái dịch phế quản để đi cấy, để tìm xem có vi khuẩn lao, có tìm xem có các vi khuẩn khác ở trong đó để gây ra tình trạng viêm nhiễm để mà ho ra máu không. Và ngoài ra thì nội soi phế quản nó là một cái phương tiện để giúp các em cấp cứu ho ra máu, phun adrenaline để co mạch cầm máu, cũng có thể bơm thrombin vào để gây ra huyết khối tức thời. Cũng có thể là dùng các cái bóng chèn để ép tắc mạch máu, giúp quá trình đông máu dễ dàng hơn. Đó. Và nói nôm na nội soi phế quản đối với ho ra máu thì nó là phương tiện vừa dùng để chẩn đoán, vừa là phương tiện để hỗ trợ điều trị. Và khi chúng ta đã xử trí ho ra máu bằng nội khoa mà thất bại, thì người ta sẽ xem xét là chụp mạch gây tắc mạch. Chụp mạch gây tắc mạch mà cũng thất bại luôn thì xem xét phẫu thuật cầm máu bằng con đường ngoại khoa. Còn trong cái thuốc điều trị của ho ra máu thì nhớ cái dàn bài của nó sẽ có mấy món sau đây. Thứ nhất, thuốc cầm máu. Sẽ có adrenosine, có acid transamide, có octreotide. Tùy cái mức độ mà chúng ta sẽ sử dụng dạng viên uống hay là dạng tiêm, sẽ sử dụng theo cấp độ tăng dần. Nhẹ thì adrenosine, nặng hơn thì acid transamide, và nặng quá thì phải dùng luôn cả cái octreotide để giảm lưu lượng máu tới. Giảm lưu lượng máu tới thì các cái mạch máu nó mới không có bị căng phồng mà nó dễ co lại được ha. Và chúng ta sẽ kết hợp thêm là an thần, giảm ho, bởi vì chỉ cần bệnh nhân của bạn ho thôi là nó văng cục máu đông ra, giảm máu trở lại. Chỉ cần bệnh nhân của bạn kích thích thôi là sẽ ho, cho nên mới cần an thần, giảm ho. Và ngoài ra thì chúng ta chú ý là tư thế dành cho bệnh nhân ho ra máu là tư thế Fuller, không bao giờ là tư thế nằm ngửa. Cũng như là bệnh nhân của em phải cần bổ sung thêm cái phần kháng sinh để chống bội nhiễm. Vì nếu như lượng máu từ mức độ trung bình trở lên thì cái máu đó chắc chắn không thể tống xuất ra trong một lần ho, mà nó sẽ ứ trệ lại. Và đấy là cái nguồn thức ăn rất là dồi dào cho vi khuẩn, và vi khuẩn sẽ phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Do đó sẽ cần sử dụng kháng sinh. Và kháng sinh cho phép sử dụng trong trường hợp này là đánh những con vi khuẩn thường gặp của đường hô hấp luôn, chính là các cái vi khuẩn gram dương. Các bạn có câu hỏi là cứ đánh vào trong hộp chat nha. Sau này mình thấy thì mình sẽ trả lời cho các em để tiết kiệm thời gian á. Đối với hội chứng hẹp giãn phế